Cờ thứ hai nhá, cờ thứ hai đánh cờ 30 điểm này. Đá rồi. Đá chết rồi. Đá chết trên đấy thật đấy chứ. Có 50 rồi. Thôi. Thôi làm lại. Bị còn chạy đấy, chưa dừng đâu. Đổ dầu xuống sút mặt luôn. À, đó, đó. Đồ, ra đây hơn chui nhỉ. Anh đi hai bên luôn. Đi bên phải, đi bên trái luôn. Được. Tại như cái gì luôn mà bây giờ thấy không? À, hôm nãy là anh mặn thêm xíu là đúng rồi đấy, bây giờ đâu. Một giờ. Thôi, anh tin người đây quay ghi điểm luôn anh. À rồi. Tuấn 1 này, đây là Tuấn này. Về á? Chơi cơ hay lâu lâu gặp cơ hay coi chứ gì đâu mà về. Ồ may. Trúng rồi. Trò luôn. Hai điểm. Cơ này hay đấy. Chơi rồi. Hai không. Bố điểm đồ đi cờ này hơi bị chuẩn đấy. Chớp. Hơi dư. 15 ở 17 hả? 17 không. Chừng vô thôi xong. Cháy đổi cờ thôi. Lấy cờ của em ấy. Cờ huyền thoại của em đấy. Rồi, thắng bi. Thắng bi một pha bé bi đẹp mắt này. Giữ bên lên rồi. Phê nhiễm quá. Một. Cờ này chắc kéo chắc. Kéo luôn. Bành á. Muốn bành luôn á. Kéo hai bành nha. Kéo hai bành lò. Kéo hai bành đúng không? Kéo hai bành vào lò. Không, nhưng mà hai bành kia cũng được. Cũng dư luôn. Đã đây là được. Điểm đầu tiên. Rồi, rồi có điểm rồi, có điểm rồi. Một mười, 1-18 mà. Cách sao quá. Dư. Một điểm cho anh Tuấn. Sao đây? Cho ông. Sao đây? Ném xuống thật dầu xong lên được. Và cúp băng chèn đi xuống. Ý là muốn quyền, một điểm. Tôi bắt băng đi là hay lắm. Hai, à. Hai túi rồi. Rồi anh Tuấn mới ra tay. 18 ra tay gì nữa. Cho bạn đi trước lửa nữa. Được, cho đúng rồi, đúng rồi. Ba. Ba điểm, tốt đấy. Kéo quá tốt. Điểm thứ ba này. Hay quá, gò gà luôn. Bốn điểm. Sao lại đi được 4 điểm lắc đầu anh? Nó không gom đấy, nó vẫn gom như anh bạn kia mới được. Anh bạn kia là nãy đi liên tục gom đúng không? Bạn kia không chịu sát luôn mà. Ừ. Không dám đúng bạn luôn á. Không dám đúng mà. Rồi, để giò rồi. Rồi, anh đã để lại cho giò gà. Mạnh hay nhẹ đây biết. Nhẹ à? Vừa đủ không? Mạnh tung đó ra nhá. Không, bị đó mà, đó là không chạy. Nó không chạy mạnh đá. Cho đây hơi khó khăn đấy. Đó, hai bên à? Hai bên ngon quá. Một điểm. Mạnh chút đó lên. Bắt bắn rồi vô. Tuấn coi đánh nút cho này. Được đi.
Hay vậy? Đang theo. À, đang theo, đang theo. Có gió. Anh hai bạn đậu lên. Đấy. Kéo luôn. Một. Kéo mà cũng mạnh ghê luôn. Đào bì chạy quá mạnh. Trời ơi, thiếu nhỉ. 20. Bì thì hơi ấy. Hay là lên cao quá rồi muốn thả ra đây. Kỳ nó bảo đánh giữa bằng ngang thả đây. Nó hết mức này cơ sao quýnh thiệt chứ. Chiến. Tí nữa anh mà sang xe. Sang xe đủ đi, đánh cửa khác. Đánh cửa khác nâng số tiền lên 100 nhé. Ừ. Liếm cái trúng luôn nè. Ờ, xe hết xe. Đúng cái đó là đúng rồi. Liếm một cái thôi. Nó chỉ liếm mỏng, liếm dày này là không tới được. Không tới đâu. Tại vì đó mình đánh mỏng mới trúng được. Có à? Vâng, cũng vậy mà. Đá bị đá luôn à. Thấy không? Biết đá luôn à. Bị đá mà hồi nãy mình cũng đánh như vậy đó. Biết chưa à? Chưa. Còn 10 điểm nữa. Bao nhiêu rồi? 27. Vô không giáo đâu. Sao vậy? À, định kéo dầu đây đúng không? Xuống dầu làm này. Định kéo dầu nè. Rồi kéo đây, đánh này. Bự. Rồi, một phan trực tiếp. Giò gà. Không có giò gà đâu. Có giò. Ui, gồm luôn gì giò gà gì. Đúng không? Hay á. Có đi tới. Ba đi á. Ba đi nó hết tắt rồi đó tối này. Vì này nó không phải là những cái vùng phải dư. Bốn đi á. Có 5 điểm không anh? Nó đứng đúng chỗ luôn á. Nó đứng đúng chỗ luôn á. Thì ra nó đứng đúng chỗ luôn á. Bì vẫn cứ lăn. Rồi đó lăn rồi. Trời ơi. Rồi dư 12. 12-20. Bự. À trong cái cột vô cái thớ không? Đây này làm gì được? Đủ sơn trực tiếp luôn ha. Có hấp dẫn. Có hấp dẫn, hai cơ đây, hai cơ cao thủ mà. Từ từ đỏ nó lên. À, đủ. Lên giò luôn. Quá giò luôn, cuộn luôn. Bị tự động lên. Vì từ đầu lên luôn. Lên này là hay đó. Tuấn ở đây chờ rồi. Còn khi nào nó tay dọ tay gồm luôn á. Đó là bạn trước rồi. Không dám đánh đi bạn này mà. Thôi kìa. Xong rồi. Chết chết rồi. Rồi thế. Chẳng nghe dọ. Một ba. Sao đây? Dọ gà. Thời dựng đánh cấp. Biết ngay thở hình đến góc mà. Đồ kéo luôn không? Rút được. Giờ ra tay luôn. Thì đó mà không kéo là lấy gì đánh. Thường quýnh bên nhớ. Ở đây quýnh sao đây? Bắt hai băng. Hai băng. Hai băng hả? Đậu tầm bốn bốn bằng. Ba điểm. Ba điểm đủ. Có điểm thứ tư không? Điểm đủ luôn chỗ đây quá. Đúng rồi, vì thằng lặng lưới trời. Không có tay.
Chùi cao đấy mà không có. Ô, chùi rồi. Này. Bị nó đưa chùi. Rồi, chưa nhìn thấy cái lỗ. Không căn được. Không thấy cái lỗ. Thấy lỗ thì đánh đầy vô rồi. Thứ 4 rồi. Sở trường đúng không? Rồi. Coi như bón cơ đầu ạ. Ôi. Gà này dữ vậy. Nắng là mè nữa. Đấy. Gà đẹp luôn. Sáng hả? Biểu diễn này nha. Sáng biểu diễn. Ô. Dữ luôn đó. 14. Đẹp cơ mà. Đẹp cơ là vô rồi. Rồi. Rồi, về gom luôn rồi. Đây là khó đấy. Đúng không? Anh bánh quá sâu, ngay dầu. Rồi, giờ làm việc đi. Ô, sao thế? Trời ơi. Thế bây thiệt đẹp cho gà. Thiếu rồi. Sở trường, kéo. Kéo róc sắt. Bây giờ không chịu đứng luôn nè. Không chịu đứng. Do nó còn thăng mà. Ừ. Dương sang á. Ơ. Sao thế? Gì vậy? Vậy ai nói? Ai nói? Gì thế? Ủa. Con đi luôn à. Con đưa vào đi. Cán đi à. Vì tự nhiên xa thôi như vậy. Sao mà tự nhiên trúng gì vậy? Được bạn rất nhẹ nhàng nhé. 25, 20. Khó khăn. 3 băng. Rồi. Tưởng đánh kia về chứ anh. Bên nào cũng được hết à. Quan trọng nhờ canh. Rồi, cơ thể lực. Direct. À, banh không ạ? Banh hay thế. Đánh rùa giống mà mũi nó không? Mũi mũi cứ cờ thể tiếc rồi. Đây. Rồi. Đúng không? Kết thúc được không? Ôi vô, ngược lại á. Mình tưởng nó quýnh đỏ như này, quýnh trứng không? Gớm đấy. Ngược lại. Ừ, 27-20. 27-20. Đó đấy. Còn 3 con người. 9. 9. Rồi. Rồi. Làm gì dữ vậy? 8. Ai vậy? Tính ngược lại. Bảy. Đúng. Tuấn làm tất cả này là bị anh đấu nha. Chưa gì mà ranh đều ấy. Có khăn. Tuấn là anh đấu đó.
ba thằng ba cạc đồ rồi sở trường kéo rút nhảy bi cũng trúng luôn. Đấy. Không trúng tàu trúng đít. Chui mạnh trúng rồi. Hai tám còn hai. Còn hai còn bảy. Không sát được đâu, bên trong không sát được đâu con à. Khó lắm, là nó. Rồi, một điểm. Có phải giò gà không? Bị hơn luôn chứ, giỏi nữa. Chẳng bằng lên mà. Bằng lên mặt mà. Không, qua con lên kìa. Đây bây giờ con lên là dư luôn. Đó. Qua anh, qua anh. Chạy phía trên chạy phía dưới hả? Biểu diễn đi. Đã ơi. Chị đang sao hả? Đấy đi một đường cua. Mất chưa? Lại còn 2 điểm mà. Còn 2 là 5. Là tiếp cho nhiều gà rồi đấy. Sao được đâu. Hay vậy. Thật tốt quá. Mấy này cửa 2, cửa 4 như nhau mà. Chưa hết à? 3 gì ạ? 3 là 27 à? 27, 28. Còn 3 còn 2. Được. Gì chút nữa anh ơi mong quá. Này trúng ở đây giờ đủ rồi. Ba đây giờ rồi. Cứ chạy dọc bờ mương biết không? Bờ mương nó chạy. Đều. Đó lên nữa. Ôi. Tránh lên mà, tránh lên. Còn 2 điểm nữa thôi đúng không? À 2 điểm nữa. 2. Hơi kéo một chút. Ba. Mình giờ là anh hết nha. Rồi kết thúc. Đưa. Đi trước mà không ăn được.